Tử vi tuổi Sửu 6 tháng cuối năm 2021. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt để hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ xa xưa ông bà ta đã có câu nói: "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí." Chính là mỗi người, ai cũng đều phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Có những lúc có cảm giác bị dồn đến đường cùng mà không tìm được lối thoát để vượt qua. Làm chuyện gì cũng gặp phải khó khăn, trắc trở, xui xẻo đủ đường. Thường trong những hoàn cảnh này, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng và chuẩn bị trước các phương án phòng tránh để đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn cũng như hung cát, mọi khó khăn, thuận lợi của người tuổi Sửu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi thời điểm này, tuổi Sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào, liệu có điều gì tốt đẹp xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Sửu trong 6 tháng cuối năm. Bước sang năm tuổi của mình, tuổi Sửu lâm cục diện trực thái tuế, vận trình năm chịu sức ép lớn của thái tuế 2021 nên gặp phải khá nhiều trở ngại và thách thức. Có câu đường đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương khó tránh, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đã vậy trong năm lại có hoa cái gây phiền muộn về tinh thần, có pha toái hung tinh chủ về sự cản trở, hình phạt pháp luật ảnh hưởng. Dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì đi nữa, người tuổi Sửu đều không được chủ quan, trái lại hành sự hết sức thận trọng mới tránh được họa bất ngờ. Trong thời gian này còn có tỷ kiên xuất hiện, dù bản thân vất vả tự lo tự làm hơn trước, nhưng ý chí mạnh mẽ kiên cường hứa hẹn tạo ra những cú lội ngược dòng ngoạn mục, gia tăng quyền lực bản thân trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Sửu có thực thần hộ mệnh trong nửa cuối năm Tân Sửu, phúc khí dồi dào, tiền bạc dẫu có thăng có trầm nhưng nhìn chung thu vẫn nhiều hơn chi, có khoản tích lũy khá cho bản thân. Chính vì vậy, để hóa giải, người tuổi Sửu nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh trọn đời, luôn được may mắn bình an. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Sửu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Về sự nghiệp, quan vận. Xuyên suốt trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2021, người tuổi Sửu sẽ có cảm giác bận ngập đầu, lúc nào cũng tất bật, vất vả bởi tỷ kiên chi phối. Việc gì cũng muốn làm, nhìn đâu cũng thấy tiềm năng, cơ hội, không lúc nào để mình trong trạng thái rảnh rỗi. Mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, song tuổi Sửu chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng, thành ra hiệu quả công việc chưa thực sự tối ưu. Tuy nhiên, nếu nắm được điểm này và tìm cách khắc phục, tuổi Sửu sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí lội ngược dòng, thành công trong nhiều tình huống. Có thời điểm hội tụ nhiều hung tinh, công việc của mệnh chủ tuổi Sửu mất kiểm soát, có thể gặp phải thất bại khá nghiêm trọng. Lại có pha toái chủ về sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức. Từ đó, người tuổi Sửu làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị để tránh bất trắc. Vậy nên để có thể hóa giải vận mệnh, xua đuổi hung tinh, người tuổi Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc.
Đồng thời, vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ bản mệnh phát triển trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong năm đương đầu Thái Tuế, tài lộc của tuổi Sửu có biến động khá lớn. Khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn hơn so với năm 2020. Vì thế, mệnh chủ hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Bên cạnh đó, năm Tân Sửu, tuổi Cam lộ xuất thực thần, báo hiệu tuổi Sửu có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống, đời sống tinh thần phong phú hơn trước. Thực thần cũng là tinh tú chủ về nguồn tài lộc. Với những ai mệnh lý có tài tinh, hứa hẹn một thời gian dài vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Ngược lại, nếu mệnh không có tài tinh, chỉ đơn giản là thích hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc tăng chi phí để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời điểm này, Thầy Phong Thủy khuyên người tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ, bản mệnh trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang năm 2020. Trong năm 2021, người tuổi Sửu chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, đào hoa không vượng, đường tình duyên lại thêm phần lấn đận. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Các cặp vợ chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, gia đạo nhiều sóng gió, bất ổn. Thái Tuế chèn ép, phá toái bên ngoài tác động, tinh thần tuổi Sửu bị ức chế, dễ kích động, nóng giận, càng khiến chuyện tình cảm rắc rối. Thêm nữa, trong năm tuổi của mình vừa có tỷ kiên và thực thần xuất hiện. Những thần sát này không lợi cho vận đào hoa, nhân duyên khắc giới, kém sắc. Theo đó, năm mệnh tuổi Sửu nếu muốn có đôi, có cặp, e rằng bản thân phải nỗ lực nhiều thời gian và công sức hơn. Nếu mệnh sẽ gặp đào hoa kiếp, xuyên đến rồi đi bất ngờ, muốn níu giữ cũng không được. Vậy nên để cải vận tình duyên thì người tuổi Sửu hãy sử dụng vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bản mệnh trong năm, từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, gia đạo yên ấm. Những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong nửa cuối năm 2021, sức khỏe của người tuổi Sửu chịu tác động nhiều từ Thái Tuế. Đây có thể coi là thời điểm khá vất vả, tất bật vì công việc của bản mệnh. Do đó, liên tục xuất hiện cảm giác mệt mỏi, uể oải, chán ăn, cơ thể suy nhược rõ rệt. Vì phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn, điều phiền phức, tuổi Sửu nảy sinh tâm lý tiêu cực, nhất là những người độc thân, càng sống thu mình, ít chia sẻ, cảm xúc không được phát tiết ra bên ngoài nên càng u uất, bực dọc. Đó chính là nguồn cơn của đau ốm, bệnh tật. Theo đó, trong thời điểm này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để chăm sóc mình, đừng để bản thân quá căng thẳng và áp lực mà ngã bệnh lúc nào không hay. Ngoài ra, mệnh chủ cần chú ý vấn đề đi lại và an toàn trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập tới do Thái Tuế lúc nào cũng rình rập. Đặc biệt hơn nữa, đó là bản mệnh hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh tăng cường vận khí, cải mệnh và chiêu mời quý nhân tương trợ, bảo vệ bản mệnh. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như Phật ở bên cạnh bản mệnh, từ đó tâm sẽ được thanh thản, giảm căng thẳng và áp lực trong thời gian này. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Sửu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tiếp theo xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Sửu trong thời điểm này để có thể hiểu rõ hơn. Đầu tiên, tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Dù năm 2021 là năm tuổi phải đương đầu với Thái Tuế, nhưng mệnh chủ không nên quá bi quan, bởi có các tinh thực thần chiếu mệnh đem lại bình an. Ông bà tuổi Tân Sửu có thể tự mình giải quyết khó khăn hoặc nhận được sự giúp đỡ của người ngoài. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, mệnh chủ thường quá cứng đầu, thích làm theo ý mình nên dễ vướng vào chuyện rắc rối không đáng có. Ngoài ra, một số mệnh chủ có thái độ làm việc không chuyên tâm, sẽ phân tán tư tưởng, sẽ dễ mắc lỗi, phải khắc phục sai lầm. Cho nên mệnh chủ cần chú ý hài hòa cuộc sống và công việc, không nên lẫn lộn việc công với việc tư. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973.
Nửa cuối năm 2021 không phải là thời gian quá khó khăn với các bác tuổi Quý Sửu. Nhờ vào sự thông minh, tài trí và bản lĩnh của mình, các bác vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, các bác vẫn cần ý thức được điểm yếu của mình là cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu cứ ương bướng thích làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác, các bác sẽ đưa mình vào những rắc rối, thậm chí là tai họa khó dự đoán trước. Thời điểm này, các bác cũng cần chú ý đến cách cư xử của bản thân, sự quan hệ hữu nghị với mọi người. Nếu không, sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Thứ ba, tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, thời điểm nửa cuối năm 2021, các cô chú tuổi Ất Sửu cần phải có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự cố không thể dự đoán trước. Tuy nhiên, đó cũng là thời cơ để cô chú rèn luyện bản lĩnh, trở thành một người giỏi giang và vững vàng. May mắn các mối quan hệ xã giao về cơ bản là bình ổn nhưng vẫn không thuận lợi cho lắm. Các cô chú cần phải chú ý cách cư xử của bản thân, khiêm tốn lắng nghe góp ý của người đi trước, chớ coi nhẹ người đi sau. Chuyện tình cảm thời điểm này cũng không có nhiều biến động. Nếu cô chú còn độc thân muốn tìm được nửa kia thì nên chủ động mở lòng. Sức khỏe của cô chú may mắn khá ổn định, chú ý rèn luyện, không nên giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Thứ tư, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Năm 2021 chính là năm tuổi của anh chị tuổi Đinh Sửu, cho nên thời điểm 6 tháng cuối năm, anh chị cần tránh những hành vi bốc đồng, nóng nảy, vì đó là căn nguyên khiến anh chị vướng vào điều thị phi, rắc rối. May mắn được thực thần chiếu mệnh, anh chị tuổi Đinh Sửu giữ được trạng thái tinh thần khá lạc quan, tích cực và điều đó góp phần lớn giúp anh chị vượt qua khó khăn. Hơn thế nữa, tình hình sức khỏe của anh chị thời điểm này về cơ bản là ổn định. Song không nên cho rằng mình còn trẻ tuổi mà duy trì lối sống thiếu khoa học. Tuy nhiên, chuyện tình cảm nửa cuối năm không có nhiều biến động. Muốn tìm được người ưng ý thì có lẽ anh chị phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Sửu trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Sang tháng cô hồn, vận trình của những mệnh chủ tuổi Sửu có khá nhiều biến động. Công việc của bản mệnh gặp khó khăn, cảm giác làm việc trúc trắc, bị nhiều thế lực cản trở. Sức khỏe của bản mệnh cũng giảm sút, sẽ đau yếu, mất tiền thuốc thang trị bệnh. Tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, ảnh hưởng áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Tháng 8 âm lịch, sang tháng Đinh Dậu, Sửu Thổ và Đinh Hoạt tương sinh, hình thành thế thực thần thúc tài, dẫn lợi cho đường tài lộc. Lại thêm địa chi tam hợp, cát lại càng thêm cát, tiền bạc dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể. Có điều, mệnh chủ tuổi Sửu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, cho nên mệnh chủ nên hạn chế đi xa hoặc đi một mình, đề phòng bất trắc. Tháng 9 âm lịch. Tháng này, sức khỏe của những mệnh chủ tuổi Sửu liên tục phát sinh trục trặc, cho nên mệnh chủ cần chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra nguy cơ bệnh tật. May mắn tài lộc của bản mệnh trong tháng khá vượng, có hoạch tài bất ngờ, chuyện làm ăn sẽ trúng mánh. Tuy nhiên, dẫu tiền nhiều mà sức khỏe yếu thì cũng không tròn vẹn. Nếu có thể, bản mệnh nên bớt tham lam, ôm đồm nhiều việc để dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng mà thổ khí đương vượng rất có lợi cho sức khỏe của những người tuổi Sửu. Theo đó, người ốm mau khỏi, gặp thầy gặp thuốc, không hao tốn quá nhiều sức lực và tiền bạc. Có điều, bản mệnh chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Tử vi tháng 11 âm lịch. Điểm nổi bật trong vận trình tháng này của người tuổi Sửu nằm ở phương diện công việc. Bản mệnh được các tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, dù khá mất sức cho việc đi lại, song thành quả thu về rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tài vận trong tháng lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm do có hung tinh chủ về hao tán tiền bạc.
Theo đó, dù bản mệnh làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm, mệnh chủ tuổi Sửu sẽ chịu khá nhiều áp lực về mặt công việc và tài chính. Khối lượng công việc nhiều, áp lực gia tăng, trong khi đó tiền bạc lại bị tắc nghẽn ở nơi nào đó, chưa đủ về túi nay được. Ngoài ra, tháng này bản mệnh cần phải cẩn thận, kẻo phá tài do phải chi tiêu quá nhiều vì người thân và bạn bè. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Sửu. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.